tụi em phải kiêu hãnh lên, tụi em đừng có lao vào nhau, tụi em đừng có cố gắng giải quyết cái xác quay. Kiêu kỳ nha, không hậm hực ai nha. Nhẹ nhàng lên. Bé cười nhẹ. Đúng rồi. Quyến rũ. Rất là ngưỡng mộ chị Trâm. Đầu này số rất là tuyệt luôn. Nhìn soi mà kính. Mời nhóm thí sinh tiếp theo. Đội trưởng là Iris Thanh, bạn sẽ là người lựa hình cho nhóm của mình. Toàn trước, tụi em sẽ chụp cảnh Toàn trước ạ. Ok. Rồi. Anh nghĩ là em nên đổi chân lại ở phía đó. Hiện tại cái bút khủng nó đang bị chồng lên nhau. Xích vào lại chút xíu. 1, 2, 3, 2, 3. Tấm nữa nha, 2, 3. Thứ nhất là váy tầm một trắng. Thứ hai là ở trong đó là những cái tượng Hy Lạp. Thì sao không làm như là nữ thần Hy Lạp? Thì mình nghĩ nó sẽ hay hơn, rất là lạ, rất là nhiều. Chân mẹ chứ nhiều luôn. 4 phút chân đã trôi qua rồi nha mọi người. Chân của em chưa đẹp. Theo mình á, thì cái phần khó khăn nhất là khi mà mình chỉnh sửa nhóm cho các bạn. Tại vì lúc mà mình xếp ở bên ngoài là một chuyện, nhưng mà lúc vào trường quay là một chuyện khác. Rồi, di chuyển. Bây giờ em muốn chụp Toàn hay chụp chung cận? Em bây giờ em chụp chung cận. Rồi, ok. 5 phút đã trôi qua. Cái này thêm 2 phút nữa nha, cái này thêm 2 phút nữa thôi. Ừ, không nè. Em thì em có xem nhiều bìa tạp chí nên em có mượn ý tưởng một xíu, xong rồi chốt dáng cuối cùng là sẽ ngồi kiểu như là tôn vinh trang sức và cái gương mặt đẹp nhất của các bạn. Thomas bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống. Thì cái phần khó khăn thứ hai là tụi mình cũng không thể nào mà kiểu copy paste cái dáng của tất cả mọi người được, mà bắt buộc mọi người phải nhớ để làm sao mà cái phần chụp nhóm nó có thể nhanh nhất và tốt nhất có thể. Tụi em phải kiêu hãnh lên, tụi em đừng có lao vào nhau, tụi em đừng có cố gắng giải quyết cái xác quay. Các em phải tỏa sáng lộng lẫy với trang sức. Rồi, thoải mái lên nha. Thần thái lên nha. Mắt nhìn sâu camera. Ngọc Khánh đang không có khí chất nha. Cái nhiệt của trường quay làm cho mắt mình khá là khô và đỏ, khiến cho thời gian đầu thì mình vẫn chưa thể hiện ở như cái khí chất mà chị Vũ Thu Phương nói. Lan ơi, kiêu kỳ lên Lan. Mặt Lan mềm nha, chị thấy em căng từ đầu đến giờ nha Lan. Dạ. Thì ở ban đầu khi mà bước vào trong cái xuất hình ấy, mặt thể hiện rõ là rất là căng thẳng. Sau khi mà được các ban giám khảo nhắc nhở cũng như là động viên tinh thần ấy, thì em cũng đã thoải mái hơn rồi. Và em nghĩ là cái phần thể hiện xuất hình của bọn em hôm nay cũng khá là ổn ạ. Các bạn chỉ còn 6 phút. Rồi, cá nhân luôn, rồi bạn nào trước? Thì phòng chụp cá nhân phải đảm bảo là ok, có hình cho từng người một. Cười, cười đi bé, cười em bé, mềm mại em bé. Bộ trang sức hôm nay tụi em đang đeo thật sự là nó rất là đẹp. Nó rất là sáng, nó tôn lên vẻ đẹp và khí chất của người đeo. Khi mà em diễn nó là em có cảm giác như là em đang làm nữ hoàng của chính cuộc đời em vậy. Các bạn còn 5 phút. Không cứ nhất thiết là phải nhìn thẳng ống kính đâu. Đấy, góc vừa rồi cũng đẹp đó. Được rồi bé, có mình đẹp rồi, ra, ra. Còn có 3 phút thôi nha các em. Anh nghĩ nên tay tay cái tay xuống một xíu. Đừng có tranh chấp đừng tay đi với trang sức. Còn không thì bỏ tay luôn. Đó đó đó. Rồi ok. Bé, lẹ đi bé. Thôi chị. 1 phút cuối cùng. 6. Chống nạnh lên. 5. Chống nạnh cao cao lên đúng. 4. Đúng rồi, nhìn kiêu kỳ lên. 3. 2. Nhìn về phía trước. 1. Hết giờ. Đây là lần đầu tiên mà Trâm được thử sức với vai trò làm leader của một team. Cảm giác rất là hồi hộp, rất là phấn khích, lo lắng. Mọi người luôn mặc định rằng là con gái thì phải luôn thật là thùy mị và nết na. Khi trưởng thành, người phụ nữ phải chịu rất nhiều áp lực và nỗ lực để phấn đấu hết mình trong sự nghiệp. Và khi làm mẹ, người phụ nữ phải dành hết tất cả thời gian để chăm sóc cho chồng và con của mình. Khi về già, chúng ta luôn hồi tưởng về thanh xuân và tiếc nuối về những điều đã bỏ lỡ. Người phụ nữ Việt Nam dù ở bất kỳ độ tuổi nào vẫn luôn bản lĩnh và kiên cường. Hãy để Ngọc Châu Âu tôn vinh đẳng cấp của bà. Ý tưởng câu chuyện của nhóm mình tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam thì may mắn là được các bạn trong nhóm rất là ủng hộ. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích phần thuyết trình này của nhóm mình nhé. Tụi em sẽ chụp đơn chứ, ok. Tụi em muốn chụp ở trong cái góc vòm đó với hai cái tượng. Trâm là một người rất thích sáng tạo và rất thích làm một cái điều gì đó khác với những người khác. Được rồi, có hình rồi. Tấm đầu tiên có hình rồi.
cái này trước sau đẹp hơn xoay là vô, ngang xoay vào, với lại cái này đang hơi bị xa quá. Rồi ok, các bạn hãy quản lý tốt quỹ thời gian của mình nha. Đơn anh ơi, cái mặt bên kia quay vô luôn hay là để ừ quay vô luôn đi, em quay vô luôn đi cho. Chị Trâm là một người rất là năng động và chị support cho mọi người rất là tốt, từ cách tạo dáng, pose dáng thế nào cho đẹp để cho hợp với những góc mặt của mình này. Thẳng mặt về phía trước giùm chị đi bác. Xin. 4 phút 30 giây đã trôi qua. Thật tiếc khi chỉ có ít thời gian thôi nên Trâm không thể nào xét những cái góc chụp khác để có được nhiều hình ảnh khác nhau nữa. Các bạn còn 3 phút 30 giây. Kiêu kỳ nha, không hậm hực ai nha. Nhẹ nhàng lên. Bé cười nhẹ. Đúng rồi. Quyến rũ. Rất là ngưỡng mộ chị Trâm. Đầu này số rất là tuyệt luôn. Nhìn soi mà kính. Rồi. Sau khi thực hiện được rồi thì Trâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Shot hình ngày hôm nay cũng như là thể hiện với team thì mình khá là ưng ý. Trong tập tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 sẽ chỉ có 2 nhóm thí sinh là nhóm sẽ thực hiện thử thách phụ ở thử thách chiến thắng và nhóm sẽ thực hiện thử thách loại trừ, mỗi nhóm 25 thí sinh. Theo truyền thuyết ngày xưa kể rằng có một nàng trinh nữ tên là Tố Nữ đem lòng yêu một chàng trai tên là Tô Nam. Chị bảo nè, em đang kể chuyện cổ tích hay là em review thức ăn? Hả, đang kể chuyện cổ tích hả? Ta-da, sầu riêng Long Khánh nha mọi người. Má chân khóc bởi vì nó kinh dị. Má chân nhớ má chân quá. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay ăn vui lắm chứ. Trong tập này sẽ có 5 thí sinh sẽ phải dừng lại hành trình của mình. Ai sẽ ở lại và ai sẽ phải nói lời chia tay với hành trình tôi luyện nên tôi, Made Not Born của Miss Cosmo Việt Nam 2023. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 1 tháng 12 2023 trên kênh YouTube chính thức Uni Network, sử dụng giải trí Vion và 20 giờ 45 phút trên B Entertainment.